mình cho cái này với một chút đá vào uống cực kỳ tốt luôn. Ngày hôm nay là đi khá là nhiều. Đúng rồi. Nay là em uống vào đi, em uống vào đi. Em uống vào sau em sẽ cảm thấy tỉnh cả người luôn. Thơm nhá. Thơm, không có đường luôn. Không có đường và không lo bụng bẫm. Đấy, không lo bụng bẫm. Đấy, yên tâm là không lo bụng bẫm. Đều được. Nó xuống hết đá. Lôi chưa đủ tuổi, lúc nãy là bác sĩ bảo là trên 10 tuổi đúng không? Trên 10 tuổi thì uống được. 16 tuổi rồi, 4 năm nữa mới được uống. Bầu không uống được nha các bạn nhé, bầu không được. Cái này phụ nữ cho con bú là dùng được tốt. Nhưng mà bầu thì lại không dùng bởi vì cái này nó không tối ưu cho bà bầu. Như em nhìn này, pha ra nó tan hết này. Và ở bên dưới nó sẽ có cặn này, nó là cái muối khoáng nha. Nó là muối khoáng. Ừ. Và nó là muối khoáng và các cái vitamin không tan trong nước. Tức là em hiểu là vitamin nó có tan trong nước và tan trong dầu. Thì nó có những cái loại vitamin không tan trong nước, mình pha vào nước mà thì nó sẽ có một chút cặn. Đấy, đây. Có những bạn nhìn này, em uống đi. Nhưng mà nghe bác sĩ nói mà mình cũng kiểu là không biết cái gì. Biết cái gì về cái này thật. Nhưng mà em hiểu là cơ thể của chúng ta nó giống như là một cái cỗ máy. Ví dụ như là em vận hành một chiếc xe máy chẳng hạn. Chúng ta cho nạp vào đấy là gì? Là xăng thôi, đúng không? Nhưng cơ thể của chúng ta muốn vận hành tốt thì chúng ta phải nạp từ một cách đầy đủ các cái vi chất, các cái vitamin và khoáng chất. Thì đây chính là vitamin và khoáng chất để cho cơ thể của chúng ta được vận hành một cách đầy đủ. Đấy. Sao lại hết rồi? Anh mình để bao nhiêu điêu hết rồi? 100 điêu. 100 hay 1.000? Hết rồi. 100 hay 1.000? Hình như là để đầu tiên là để... Cảm giác của em khi uống như thế nào? Soảng khoái. Soảng khoái. Nhưng mà em cảm nhận là nếu mà giả sử như mình cho cái này bằng lạnh này, hoặc cho một nước ít đá. Hết rồi. Đúng không? Hết rồi đó. Ừ. Sao nhanh đấy? Bao nhiêu? 1.000 đó. 1.000 điêu không? Chắc là 100 điêu thôi. Ai? Lại? Chắc là thêm đấy, chắc là các bạn muốn thêm đấy, đúng không? Các bạn muốn thêm đúng không? Các bạn muốn thêm không các bạn ơi? Các bạn muốn thêm không ạ? Hiện tại là bây giờ là cái giá này là đang cực kỳ hời. Cực kỳ hời đúng không? Trong cái line này đúng không anh? Tại vì như này này Linh này, hãng ấy người ta đang được trợ giá sản phẩm này. Vâng. Từ hồi Covid. Covid là cái sản phẩm này được nó bị cháy hàng. Hãng được trợ giá sản phẩm này từ hồi Covid. Đó. Uống sảng khoái không? Để lấy anh hay nói đùa ít sang bên Angola mà ấy chứ. Anh sẽ gửi cho em sang Angola để cho các bạn dùng. Và sản phẩm này được bán đi ở các quốc gia trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam và không chỉ ở Đức. Trên hơn 70 quốc gia trên thế giới được dùng sản phẩm này. Nhưng mà hình như một ngày uống một viên thôi. Đúng rồi, một viên. Đúng rồi. Thêm bao nhêu đấy? Thêm 1.000. Rồi, thêm 1.000 đi, lên 1.000 đi. Thêm 1.000 điêu đi. Đã ghim lại ạ. Ghim được mọi người nha, ghim được mọi người nha. Không có nơi nào rẻ hơn mà ở đây nữa đâu mọi người nha. Mà về chất lượng thì mọi người cứ yên tâm. Đây là sản phẩm của bên là bác sĩ cung. Anh bảo em lắp đi. Tại vì cái này nó là muối khoáng, nó đặng nó tan đây. Nó đặng ở cuối. Không, cái này nó sẽ là không tan trong nước. Cái muối khoáng cuối nó sẽ không tan nước, mình lắp lên để mình uống. À. Nhưng mà hôm nay em đi nhiều đúng không? Anh nhìn thấy mặt của em nó rất là nhợt nhạt đấy, phờ phàng. Em uống đi. Nhưng anh hôm nay anh khám bệnh đúng từ sáng đến tối, đến giờ này cũng vẫn chưa ăn. Đấy. Cái này bổ sung vitamin là 21 các loại vitamin và muối khoáng. 21 các loại luôn này. Các loại luôn. Ui, đây em. Đây này là tổng hợp đấy là còn A này, biotin. Biotin là vitamin B8 này, B1, B2, B6, B12, C, D3. D3 này. E, acid folic, K, canxi, magie đầy đủ luôn. Vâng. Đấy, iốt này, kẽm này, selen đầy đủ luôn. 21. Đầy đủ. 21 các loại vitamin và khoáng chất. Cho em mừng cái máy này đang tập. Tập comment đi. Nãy giờ là không. Ừ. Cái này phải trên 10 tuổi mới dùng được. Cái này trên 10 tuổi mới dùng được nha các bạn nhé. Đấy. Có nhiều bạn comment táo ghê. Táo à, táo tí rồi mọi người nhá. Táo này là không phải chị Hằng gửi bán đấy nhá. Mình ấy đấy. Nhảy của chị Hằng được 2 tấn táo đấy. Anh sẽ gửi cái này. Anh sẽ gửi vâng. Anh sẽ gửi tặng gửi cái này. Tầm thùng. Đem sang nhé. Anh sẽ gửi tặng em. Tại vì tức là team bọn em bên kia cũng đông người lắm. Ừ. Một thùng để 2 năm về lần thôi. Và mỗi lần gửi đồ sang khó lắm. Nhưng mà em hiểu là gì? Ví dụ cơ thể của mình khi mình vận động, mình tiêu tốn vitamin, tiêu tốn năng lượng, mồ hôi mình đi ra, mình mất muối khoáng rất nhiều. Nên là cái việc mình uống đơn thuần là nước ấy, đúng không? Tự em có thể cảm nhận được là mình uống nước không, nó không có đủ. Đúng rồi. Đúng không? Mình uống nước không, nó không có đủ. Nên là tại sao cái việc bổ sung cái này anh lại rất là muốn giới thiệu đến với Linh? Bởi vì chính cái này anh mong muốn làm sao để nâng cao được cái sức khỏe của tất cả mọi người. Thì cả những người anh quen Linh hôm nay mình gặp nhau lần đầu tiên là vâng. Nhưng có thể là có một cái mối quan hệ tốt trong tương lai đúng không Linh? Vâng. Đấy. Hiện tại là giá là 3
3 hộp đúng không? Mua 2 tặng 1 nha mọi người. Giá là 175k. Quá hời luôn. Free ship sản phẩm này. Nó là đến tháng 4 năm 2025. Tháng 4 năm 2025 là 3 năm. Đến tháng 4 năm 2025 vẫn là mới. Đến tháng 4 2025, tức là ngày hết hạn của nó là tháng 4 năm 2025. Ừ. Rất là dùng, rất là tốt. Đó. Rồi, ok. Táo tí nữa mọi người nha, hiện tại bây giờ đang... Bác sĩ Cung sẽ livestream đến 6:30. Hình như có cái sản phẩm gì nữa nhỉ? Dung dịch vệ sinh. Ôi à? Ừ. anh vẫn muốn là để sản phẩm này ở đây để cho các bạn mua. Đấy, các bạn có đặt câu hỏi gì về sản phẩm này hay không? Em có đặt câu hỏi gì về sản phẩm này không? Cái này nhớ nhá, trên 10 tuổi mới dùng. Thì... nói chung là cái sản phẩm này thì ở bên kia em uống lại khác chứ. Cũng là vitamin tổng hợp. Vâng, cũng là vitamin tổng hợp, nhưng mà em uống... cũng kiểu là một tuần một lần thôi. Thế thì không, một tuần lần không, anh nghĩ là không thể đủ được. Thế à? Một tuần một lần không đủ được. Như anh thì là anh bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày. Vâng. Cái này là cái liều dùng của nó là liều dùng hàng ngày. Vâng. Đấy, chứ là ví dụ như là một tuần một lần thì làm sao mà ví dụ cơ thể của em nó nào vi chất vào. Thế là em cũng đi làm chút rồi. Đúng rồi. Sức khỏe thì mình cũng kiểu là không kiểu là quan tâm về sức khỏe mình quá ấy. Đúng rồi. Thành ra là cũng không biết. Nhưng bây giờ thực ra là em còn rất là trẻ. Vâng. Người mình nó còn khỏe. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nhưng mà mình nên có một cái sự, anh gọi là một sự chăm sóc sức khỏe chủ động. Dạ vâng. Đấy, chăm sóc sức khỏe chủ động. Còn vấn đề là khi mà mình đã yếu rồi, mình đã mệt mỏi rồi, lúc đấy cơ thể của mình là nó đã xuống cấp rồi. Đúng rồi. Thì lúc đấy mình mới nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe. Lúc đấy mình mới tìm hiểu ấy. Thì lúc đấy là nó lại có mình hơi muộn rồi. Đấy, nó lại hơi muộn. Như là giống như anh ấy, bệnh nhân của anh ở viện ấy. Là chưa biết được mình có bệnh. Đã đi khám và phát hiện ra rồi. Đấy là sự chăm sóc sức khỏe chủ động. Đúng không Linh? Đó. Điều đấy là anh muốn mọi người mình tìm hiểu để mình làm. Còn rất nhiều các loại vitamin tổng hợp ở trên thị trường. Một ngày uống một lần đấy mọi người nhá. Một ngày uống một lần, pha với nước khoảng 250ml nước uống mỗi ngày một lần. Và rất phù hợp với những người nào có hoạt động thể lực trong một khoảng thời gian ngắn. Cái này gần như là không có chống chỉ định. Đấy, uống lâu dài được. Và cái này anh có công văn của hãng về việc là có thể uống lâu dài được, không gây ra tình trạng sạc thận. Đấy nên các bạn cứ yên tâm sử dụng. Và DuckBS, Linh ạ. DuckBS là thương hiệu thực phẩm bổ sung, em nhìn này. Ở đây thương hiệu DuckBS đây. Là thương hiệu thực phẩm bổ sung của Đức. Của Đức đúng không? 120 năm. 120 năm của Đức luôn. DuckBS. Em có thể search cái này ở trên bất kỳ nguồn thông tin nào. Rồi. Và sản phẩm của nhà anh đều là sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch hết. Nhập khẩu chính ngạch hết. Rồi. Về thị trường Việt Nam. Sản xuất ở tại Đức theo tiêu chuẩn của Đức về thị trường Việt Nam. Đúng không? Quá uy tín luôn. Quá uy tín luôn. Mà anh cũng là một bác sĩ khám bệnh nên là cũng phải uy tín. Bao nhiêu năm? Mua nhà bác sĩ Cung thì quá yên tâm. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn. 3 năm xuân rồi đó. Còn bao nhiêu? Còn 3 năm xuân nữa mọi người ơi. Còn 300 xuân. Còn 300 xuân. Cái này 2 tặng 1 đó. Mua 2 tặng 1. Mua 3 tính tiền 2. À. Mua 3 tính tiền 2. Mua 3 tính tiền 2. Mua 3 tính tiền 2. Giá niêm yết là 346k, hôm nay chỉ còn là 175k. Giá niêm yết của nó là 346k nha mọi người. Và các bạn có được free ship không? Ở đây chị em có được free ship không? Chị em có áp được mã free ship không? Hình như có đấy, có chứ. Các bạn áp được mã free ship không? Đây như em đang mua thì được free ship ạ. Một hộp ở đây là 13 viên. 13 viên. 3 hộp là 39 viên. Linh cứ chia giúp anh. Là 175.000 và chia cho 39 viên là bao nhiêu tiền một ngày? Uống 4k một ngày. Mọi người bảo là cái này uống nếu mà trong một ngày nhá, uống thời điểm nào là thích hợp nhất? Cái này mình không uống vào buổi tối. Vâng. Thế rất là được. Tại vì uống vitamin tổng hợp vào buổi tối với những người có cơ địa nhạy cảm thì nó rất là hay mất ngủ. Ồ, thế này. Tại vì đây này, bản chất là các cái vitamin nhóm B này nó có giúp ích trong cái quá trình chuyển hóa năng lượng của mình rất nhiều đấy nhỉ. Đấy là em nên là, nhưng mà tại sao anh vẫn cho em uống vào buổi tối này? Bởi vì tối nay em phải livestream. Vâng. Em cần được, cần có cái sức khỏe. Vâng, đảm năng lượng. Năng lượng. Còn thông thường ấy anh sẽ khuyên khách hàng của nhà anh là uống buổi sáng hoặc buổi trưa. À, để mình có vi chất, có muối khoáng cho cơ thể của mình hoạt động được cả một ngày dài. Đấy. Đó. Chứ còn buổi tối uống không phải là gây hại gì cả. Em nhé. Vitamin, em tưởng tượng đây là gì? Là vitamin và khoáng chất có sẵn trong thức ăn. Buổi tối mình cũng phải ăn chứ. Vâng, đúng không? Bản chất đây là gì? Bản chất đây là thực phẩm. Nó có sẵn trong thức ăn. Nhưng hàng ngày chúng ta không thể ăn được đầy đủ tất cả mọi thứ được. Đúng không? Đâu ai ăn được đầy đủ tất cả mọi thứ. Ở bất kỳ một đất nước nào cũng như vậy. Đất nước nào cũng sẽ có người ăn nhiều cái này, người ăn nhiều cái kia. Thì cái việc chúng ta bổ sung như thế này là chúng ta bổ sung một cách tổng hợp, tổng hòa. Đó.
Đó. 175 nha mọi người, 175. Hiện tại là trong giỏ hàng là đang là 175 nha. Đấy, những ai mà cần đặt câu hỏi ra, câu hỏi gì về cái sản phẩm có này thì mọi người hỏi anh comment nhá. Là cao huyết áp và tiểu đường dùng được không? Dùng được. Dùng được bình thường, bởi vì như tớ nói với các bạn gì ạ? Đây là vitamin và khoáng chất thiết yếu của cơ thể, chứ nó không phải là những cái gì nó xa lạ cả. Nó là các vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Đấy là những vitamin cơ thể chúng ta cần. Nên là ai cũng dùng được, kể cả bệnh nhân của anh đang bị ca, anh cũng cho dùng được bình thường.